Rồi, hello cả nhà. Hôm nay em lại lên tiếp đồng hồ nha nha. Hôm nay thì em lên những dòng tăng nha. Trước khi em vào đồng hồ bán thì em sẽ dặn trước ở nhà. Dòng tăng là dòng tăng vintage nha. Vintage có nghĩa là dòng tăng cổ xưa ngày xưa. Nó sẽ rơi vào dòng Seiko, những dòng mà tăng xưa nha, không phải dòng đời mới nha. Đời mới sẽ dòng thời trang sẽ nó sẽ to. Dòng xưa thì nó sẽ tương đương tròn đồng hồ tròn anh em đeo này nè. Nó sẽ từ size 35 đến 37. Nên mọi người cân nhắc trước khi mua nha, nó size sẽ rất nhỏ hơn những size bình thường, size rất nhỏ hơn size thông thường hay anh em hay đeo nha. Còn anh em là đã đeo qua tăng xưa rồi thì sẽ phù hợp, còn anh em nào chưa đeo qua thì mình cân nhắc, mình xem rồi mình theo dõi, mình tìm hiểu về nó rồi mình mua nha, tại vì nó sẽ rất là nhỏ. Nhiều anh em về mua về thấy nó nhỏ quá, nhưng mà thực sự là dòng tăng xưa là dòng rất là đẹp. Đỉnh điểm ngày xưa của nó là rất là đẹp, như cái gì giá trị rất là cao, mà cái vẫn còn theo thời gian. Những chiếc đây là mạ vàng thiệt hết như cái gì, rồi có những vỏ đá tung tiên nè, đá ceramic nè, rồi kính sapphire, kính thường, nó rất nhiều chủng loại đó. Bên em thì bán vẫn bảo hành cho ngày đầy đủ, bảo hành 1 tháng và có cọc cốt đi hàng như cái gì, không ship cốt 0 đồng nha. Rồi đầu tiên em sẽ lên cho nhà một chiếc Citizen nha. Đây, form là form bầu rất đẹp, form dài. Nó là tăng, là những dòng tăng. Dòng tăng là nó chiếu theo dòng tăng của Cartier, nó như một cổ xe tăng, nó sẽ là càng chuẩn tăng thì vẫn có những cái form ở đây không có form chuẩn tăng. Nhưng mà anh em hay gọi thì mình gọi thôi, còn chuẩn tăng của nó là nó sẽ còn y như cái bánh xe xích á. Nó sẽ tướng nó sẽ tròn nè, vuông. Cái nhà sợt Cartier là sẽ cái nhà dòng đồng hồ Cartier mắc tiền á, cái nhà sẽ biết. Rồi đầu tiên lên chiếc Citizen nha. Citizen được mạ vàng, thân vỏ mạ vàng và thông số nó đây trước, bay metal mạ vàng nè. Mạ nó sẽ mỏng hơn là bọc nó sẽ có thông số, thì mạ tất cả là mạ vàng thiệt hết nha. Thời xưa mạ cũng là 3630 nha. Đây form rất đẹp, mặt cũng rất đẹp luôn. Cọc số mạ vàng ngày xưa nhỉ, cái nhà nhìn nhưng không như bây giờ đâu. Những dòng rẻ bây giờ, dòng ngày xưa thì mấy triệu đó, còn bây giờ dòng mới dòng lớn nhưng mà mấy triệu thì cái nhà so sánh thử coi, thì nó sẽ làm kỹ càng từ mặt số nó sẽ khác. Đây trước em đo size cho cái nhà nha, size cũng là size 26 nha, 26 nè, chưa tính nấm. Em bán đồng hồ này không có đo nấm nữa nha, càng cũng là càng 40, càng cũng là 38, 26 nhân 38 nha, form dài 26 nhân 38, thường mấy càng mấy kia con kia thì có 36 thôi. Đây tay em đang đeo là 16, chỗ này 16 nha, còn tay anh nào mà tránh cục xương to như em thì đeo nó xấu, đeo chỗ này. Còn tay em thì đeo muốn những size to hơn, tại vì cục xương này em thích chia cục xương. Tay cổ tay chỗ này đây, Citizen nha. Nhật nổi tiếng là Citizen và Seiko là và chùm của Nhật nha. Đa số cái đồng hồ hãng thời trang trên thế giới đặt Nhật làm, Thụy Sĩ và Nhật. Nước vàng cũng ok nha. Trong cái cũ thì nó sẽ xuất dâm, sẽ có nước vàng rất đẹp. Đây. Dòng này là đeo rất là thanh lịch, đơn giản thôi, tối giản. Anh em bộ áo sơ mi, áo bông full, áo bun giờ là được. Rất nhẹ nhàng, dây da nữa. Đây. Này dây da linh kiện thôi, xài ok nha. Cái nhà đẹp mua cái nhà về đặt một sợi dây da xịn hơn, còn dây da đeo rất ok nha. Bữa nay em giới thiệu nó hơi lâu xíu. Rồi chiếc này em để cho nhà mình là 7.5 nha. Citizen nước vàng, vỏ vàng rất đẹp. Tiếp theo em đến chiếc Seiko nha. Seiko mặt này là nó rất đẹp, vuông hình sát cạnh. Cái nào mà em nói kính sapphire thì có là sơn kính sapphire, còn em không nói là kính thường hết nha, kính khoáng. Đây chiếc này là kính khoáng này. Đấy, form đẹp,
đặc biệt mặt nó có vân này. Vân này, cái nhà nhìn gần đây vân nó rất đẹp luôn, vân nó như là cái kiểu lưới á. Còn bình thường là mình nhìn thấy mà nên đưa cho cái nhà coi vân này. Kim cọc rất đẹp nha, chiếc này hiện tại hết pin nha. Cái nhà lấy tất cả em toàn bộ em bán ra là sẽ thay pin mới cho cái nhà. Size mặt cũng là size 26 luôn, size 26.5 nha, gần 27 nha. Chiếc này tính ra 27 chứ. Nấm có đính đá nè. Càng cũng là càng 36 nha, 35, 36, 35 năm. Cái con này là càng dài hơn. Nè. Thông số phía sau của nó nè. 30 tô, mẹ vàng đó. Là lớp mẹ nha, chạy máy 7N01 nha các nhà. Chiếc này có antimatic, có nghĩa là chừng antimatic có nghĩa là kháng từ á, cho dùng này vùng nào mà dùng nhiễm từ nhiều á, nó sẽ không ảnh hưởng đến thời gian chạy nha, nó không làm chậm đồng hồ được. Thì nó có chức năng kháng từ nè, đó là từ kháng từ antimatic nè. Chiếc này đeo đẹp gọn. À, tay em cục xương để đeo xong cho cả nhà dễ thêm nha. Nó lên tay tròn nó sẽ rất là đẹp luôn. Thanh lịch. Vàng nữa. Nó dòng mà đeo rất là nhẹ nhàng nha. Rồi, chiếc này cũng 7.5 nha cả nhà. Mã T2 nha, 7.5. Rồi tiếp theo là một chiếc tăng cũng mạ vàng. Dòng này dòng cọc la mã nha. Cọc la mã thì rất là ít. Mạ vàng, thương hiệu này Lancer nha. Lancer thì nổi tiếng của Pháp rồi. Nước hoa hay là cái gì của Pháp Paris nè. Chiếc này là Nhật sản xuất nha. Da băng này, bay metal, benzen. Cái benzen từ đây có nghĩa là dịch cái benzen cái viền nè. Bay metal là mạ vàng. Mạ benzen, núm nè. Nước vàng còn khá ok, có xước dâm. Tại em quay ở đây có nhà đeo thấy không thấy được cái xước dâm của nó đâu. Nước vàng còn rất ok. Phiên bản này lâu lắm em mới có lại nè. Nhiều anh em hỏi giờ em có lại nè. Form này còn chuẩn tăng nữa. Size mặt của nó là size 24 thôi nha. 24 càng nó 35, 24 càng 35, 24 càng 35. Để mình đem đo độ dày. Dày mấy cái này là 7mm nha. Kính cong. Kính nó cong. Form rất đẹp nha. Cọc la mã nữa. Chuẩn bài của nó luôn. Chiếc này tương đương là 35 tròn nha. Đó, cho anh em nào cân nhắc. Đồng hồ thì tăng thì đa số mình bán theo độ mới cũ. Đa số là bán mặt đẹp đúng không? Mặt rất đẹp nha. Kính cong. Kính này kính khoáng luôn nữa nha. Nước vàng cũng ok, rất đẹp. Dây thì linh kiện của Nhật thôi, dây size 18 nè. Đẹp thân lịch. Chiếc này em bán 800 như cái gì. Chiếc này em bán 800 nha. Rồi tiếp theo em đến một siêu phẩm ngày hôm nay là chiếc này. Lâu lắm gặp lại. Một chiếc Citizen nha. Mạ vàng rất là dày. Bọc vàng, gọi là bọc vàng nha. Mạ nó nha, bọc vàng. Kim cọc số mạ vàng nè. Mặt cát. Đến hai viên kim nè. Này, kim nhân tạo này, kim thật em chưa kiểm định. Nhưng mà đó là đính kim á. Dòng mắc tiền nha. Nên dòng Excel nè, SS nè. Dây khó thay mới, dây da bò. Đây thông số nó bọc vàng nha. Dòng này bọc vàng bay nè. Bay metal IP30 là bọc vàng 30 micron nha. Thông số của nó đây, Citizen. Nấm đính đá còn rất là mới. Niềng đặc biệt của nó là có đường khí nè. Tạo điểm nhấn rất là đẹp, lộng lẫy, sang trọng. Dòng này có size mặt cũng là size lớn nha. Size cũng là size 29. 29 càng 35. 29 càng 35 nha. Đó, những size này là size to.
29 càng 35. Rất đẹp, chiếc này rất sang nha. Mấy dòng mà đít mọc vàng này hiếm. Rất sang đẹp, 29x35, size 29x35. Đấm đính đá, nước vàng, bọc vàng rất là dày. Bọc vàng 30 micron nè, có nhiều các bạn tìm hiểu 30 micron nha. Đa số những bản kia đít tiếp nè, cái này đít bọc vàng luôn. Còn cái lớp đít chưa lột cũng như thế nha. Cái lớp đi lông chưa lột, từ xưa đến nay luôn. Rồi, rất là đẹp luôn. Rồi, chiếc này em để cho mình là 1.250.000 nha. Mã T4 nha cả nhà. Tăng em nói thêm tăng là nam nữ gì mình đeo được hết nha. Dòng unisex. Unisex là kiểu nam nữ thì mình đeo được hết. Đây, dòng này nam nữ đeo được hết nha. Mình đeo cặp cũng được, mình mua vợ hay người yêu mình một chiếc đeo ok hết. Dòng tăng là nó không có nam nữ gì hết, nam nữ gì đeo được. Như đặc biệt chiếc này nè, đó, là chiếc này thì nó hơi đường nét cong. Thì nó thiên về nữ hơn, nhưng mà nam tay nhỏ vẫn đeo ok nha. Nữ đeo thì em thấy xuất sắc hơn, còn nam thì đeo rất đẹp. Dòng ra mã, dòng này cũng rất là hiếm. À, đặc biệt của nó là cọc nè, ra mã màu xanh nha, màu xanh nha. Của Lucene nè, Seiko Lucene. Khá là mắc. Dòng cao cấp của Seiko luôn á. Nó được thiết kế mạ đờ mi nha, chỗ này vàng và chỗ này mạ bạch kim nè. Dây là dây xịn, dây bò, mây nè. Đặc biệt nó là khó rin nha. Chiếc này là đặc biệt của nó là khó rin. Khó rin theo máy, đồng hồ. À, khó rin nó cũng bọc vàng luôn. Thông số bọc vàng. Bay metal nè. Bọc vàng nha. Khó rất đẹp luôn. Size này nhỏ, size 25. Size 25 mà này càng nó ngắn. Size 25 nha. Con này 25 càng ngắn. Chân cụp cũng 25x35. 25x35 nha, càng cụp. Này thông số phía sau này. Bay metal. Chỉ máy 7N01 nha. 5200. Tổng thể rất đẹp luôn. Chiếc này rất là mới, cực mới luôn nha. Đây. Chiếc này nam nữ đeo được hết nha cả nhà. Rất đẹp luôn. Rất sang trọng nha. Chiếc này là hết pin luôn nha, pin chưa thay. Rất mới luôn. Đờ mi mẹ mẹ vàng. Núm vàng. Chiếc này siêu mới. Rồi chiếc này em để cho mình là 1.150.000 nha. Dòng la mã là dòng những dòng hiếm nha cả nhà. Dòng thường khác nhưng mà dòng cọc số la mã nè là hiếm. Rồi, chiếc này quên biết xe. Ở chiếc này là kính sapphire nha cả nhà, kính sapphire. Đính kim, nó nhiều tiêu tố rất là đắt tiền. Chiếc này em chưa thử, hình như kính sapphire á. Kính sapphire luôn cả nhà. Mới không vết xước luôn. 1.150.000. Tiếp theo là một chiếc tăng mà đá ceramic nha. Đây, chiếc này cũng thiên về nữ nhiều hơn. Nam tay nhỏ, mua cho người yêu mình hay mua vợ mình. Đây mấy anh mua cho vợ, người yêu. Rất đẹp luôn. Chiếc này bằng đá ceramic nha. Ceramic là siêu sáng, siêu bền rồi. Đeo vòng vòng đá thì không bao giờ cũ. Kính đặc biệt kính sapphire nha. Dòng Seiko Dolce nha. Dolce, dòng cao cấp của Oxy nè. Núm đá, núm rất mới luôn. Kính đính đá nè. Dây da bò hai mặt nè. Rất đẹp luôn. Da bò xịn nha. À, màu là màu nâu tây nè. Màu là màu nâu tây nữa nè. Chiếc này có size mặt cũng là size 23. 23 nhân cho 23 nhân cho 34 nha. 23 nhân 34 dày 5 mm, 5 mm rưỡi. Thì đa số những dòng này 5 mm, 7 mm. Em quên đo dòng này siêu mỏng hơn. Dòng này nó tận dòng này cũng 5 mm, gần 5 mm, 4 mm rưỡi nha, gần 5 mm. Chiếc này là 5 mm rưỡi nè.
9 là 23, 23 nhân cho 30. Cái này em đo hơi lâu. 23 nhân cho 34 nha. Kính sapphire cong, hơi cong. Trời ơi, độ trong suốt rất đẹp luôn. Đây. Nam nữ gì đeo được nha. Mà chiếc này thiên về nữ nhiều hơn. Nam đeo nam nhỏ nhắn, tay nhỏ nhắn, tay cỡ 15, 16 đồ, 15 đồ. Đều rất đẹp nha. Chiếc này quá trời sang luôn. Mà cực mới luôn, vỏ đá thì siêu bền, kính sapphire. Những dòng vỏ đá kính sapphire em thích nhất, nó đeo hoài không có cũ được. Không sợ mòn, không sợ cũ luôn. Rồi chiếc này em để cho mình là 1,1 triệu nha. 1,1 triệu T6, 1,1 triệu. Rồi tiếp theo là một chiếc Seiko luôn. Dòng Seiko là dòng vỏ đá nha. Vỏ đá thì siêu bền, lúc này cũng mới rồi. Mà chiếc này size to nữa. Size cũng tầm 28 nha. 28 mà nhìn nó to lắm, 28 nè, các nhà thấy không? Nó vuông góc nhìn nó to hơn mấy dòng kia 28. 28 nhân cho 35. Độ dày nó là 5,5 mm. 28 thôi, mình nhìn to hơn những dòng khác. 29 nè, cái này 29 nè. Không. Nhìn nó to hơn cái 29 luôn. Cái này 28 to 29 tại vì góc cạnh nó vuông to nè, càng nó to. Nhìn nó to. Chiếc này kim cọc số mạ vàng đẹp, mặt có vài lỗi nhỏ chút xíu thôi. Đây, những gì em tẻ là mà vài lỗ nhỏ xíu. Màu đen thì rất là không thấy luôn cả nhà. Vỏ đá siêu xịn, siêu đẹp luôn. Thông số phía sau đây. AS, AG là đá nha, vỏ đá nha. Steel bat nè, vỏ đá. Chạy máy 6020. Vỏ đá siêu bền, núm nó hơi mòn. Lên bộ dây da dập vân cái 6. Thì cực đẹp nha. Đặc biệt nó không lỗi thì giá sẽ cao, em bán có hơn 1 triệu á. Mà chiếc này nó mặc có chút xíu thôi. Mặc chút xíu cái này thôi, ở trong á, chút xíu thôi. Không thấy luôn nữa nha. Đó. Em mới tẻ qua rồi. Size to nha. Đây, em phải đeo những size này tại vì nó che cục xương. Nhìn nó to quá nha. Đẹp nha, sang. Rồi, chiếc này em để cho mình là 800k luôn nha cả nhà. 800k. Này, T7 800k. Rồi chiếc này nữa, thêm một chiếc giống gì nè, rất đẹp, size to nữa. Chiếc này là size bường 30 nha, size 30 size to lắm. Size 30 càng cũng là 36 nha. Độ dày của nó là 6 mm. Dây da bò hai mặt, bò đó, dây bò màu nâu tây, rất đẹp luôn, giống màu y như màu mặt á, màu nâu. Cái này là cũng vỏ đá kính sapphire luôn, nó rất đẹp và sang, và xe to nữa, xe to nha. Điều yếu nó là có những cọc số nó dơ nè, có vài vết trên mặt, cọc số dơ, còn đâu đẹp nữa. Vài vết này rất là không thấy nha, rất là khó thấy luôn. Nó vẫn là siêu đẹp nha, siêu đẹp và to nữa, cho nên xích size to, size to luôn, size to hơn cái xe kia luôn. Chiếc này to nhất trong hôm nay á, trong những lòng tăng là những dòng này là to, nó là to nhất. Vỏ đá đều rất là sang luôn. Chiếc này không có lỗ nhỏ, nghe nhìn kỹ mà. Nếu mà có lỗ nhỏ, không có lỗ nhỏ thì em bán sẽ hơn 1 triệu mấy. Nó hoàn hảo cực kỳ thì hơn 1 triệu mấy. Lỗ như vậy cả nhìn không thấy nha. Đó, em quay cho cả nhà nè. Nhưng em vẫn tẻ chi tiết cho cả nhà xem. Rồi, chiếc này em bán cho cả nhà là 880 ngàn nha. Đây,
880.000. Mã T8 nha. Đặc biệt và size to, dây xịn đó. Size to luôn. 880.000. Rồi tiếp theo em bán cho nhà lên chiếc La Mã nha. Đặc biệt chiếc này vỏ thép, kính khoáng, hai kim, mặt số La Mã, vỏ inox nha, thép inox á, vỏ thép, tất cả là thép này. Chạy máy 5930 nha, ra băng đen. Đây linh kiện. Size mặt của nó là size 27 nha, 27 nhân cho 35, 27 nhân 35 nha. Chiếc này nè cũng có vết bụi thời gian nè, ở góc này thôi, rất ít thấy. Chiếc này em bán cũng rất rẻ cho cả nhà. Chiếc máy đọc số La Mã, giờ kiếm cái đồng hồ mà La Mã rất hiếm, dòng Seiko, Seiko mà La Mã hiếm mà mắc nữa. Rất đẹp nha, thanh lịch luôn. Rồi, chiếc này em để cho mình là 650 nha, mẹ T7 nha. Ui, này T9 nha, sao T7 đó. Em lộn, T9 nha. Mẹ T9 nha các nhà. Hai cái T7 luôn. Rồi, mẹ T9 nha. 650.000 thôi. Đẹp, vỏ thép inox nữa, bền. Rồi, hôm nay em lên vô đây nha. Cả nhà thích chiếc nào cứ chụp hình gửi Zalo giúp em nha. Có số điện thoại em cứ để trên tiêu đề nha. Cả nhà đừng có comment trên YouTube. Em có số điện thoại, cả nhà có gọi trực tiếp vô hoặc là nhắn tin Zalo nha. Em làm việc qua Zalo nha cả nhà. Rồi, bye cả nhà, hẹn cả nhà video sau.